Hi, xin chào tất cả các bạn trở lại với Ô tô Sài Gòn. Tại sao chúng ta phải mua một chiếc xe ô tô cũ nhỉ? Mình tin rằng đây không phải là một câu hỏi mà những thành viên trên diễn đàn Ô tô Sài Gòn hỏi đâu, mà những người thân, bạn bè hay là chung quanh mình cũng luôn hỏi là vì sao chúng ta phải mua một chiếc xe ô tô cũ? Để trả lời vấn đề này thì chúng ta phải nên làm rõ lợi ích của việc mà chúng ta phải mua một chiếc xe ô tô cũ. Trước hết thì chúng ta phải nói về giá đi. Nếu như các bạn mua một chiếc xe ô tô cũ thì tất nhiên giá nó sẽ hời hơn rất nhiều. Mà thậm chí các bạn mua những chiếc xe có tầm giá ở những phân khúc B mà thôi, nhưng mà các bạn lại hưởng thụ những chiếc xe ở những phân khúc C. Và lợi ích tiếp theo là các bạn lại tiết kiệm được một những cái chi phí trước bạ nữa. Đó là một trong những điều mà người mua xe ô tô cũ sẽ được hưởng lợi. Và lợi ích khi mà các bạn mua xe ô tô cũ thì các bạn sẽ cảm giác chiếc xe nó đỡ rớt giá không phanh hơn rất nhiều. Như vậy thì một người bình thường, dân văn phòng nè, hay là những người mua xe ô tô cũ lần đầu thì làm sao để chọn cho mình một chiếc xe với cái giá thật là tốt, và tất nhiên một chiếc xe cũ mà lại chất lượng? Đó là thắc mắc trước kia thôi. Nhưng mà hiện tại nếu mọi người mua xe ô tô cũ thì mọi người sẽ yên tâm rất nhiều khi mà luôn luôn nhớ trong đầu một cái câu thần chú là mua ô tô cũ thì cần soi chứng nhận này. Như vậy thì chứng nhận này là gì? Ngay bây giờ mời các bạn cùng Ô tô Sài Gòn cùng soi giấy chứng nhận này nha. Đúng rồi, xe năm tốt. Chỗ tốt xe vừa triển khai cái chứng chỉ là xe năm tốt để cho mọi người sẽ an tâm hơn khi mà giao dịch mua bán xe. Như vậy thì cái chứng nhận, chứng chỉ xe năm tốt nó đạt những tiêu chuẩn như thế nào? Với những cái quy trình kiểm tra xe nghiêm ngặt ra sao? Và đến với chương trình của Ô tô Sài Gòn thì chắc chắn rằng mình sẽ giới thiệu một kỹ thuật viên, đó là anh Quang Khải đây. Sẽ chia sẻ cho anh em mình những cái quy trình đó như thế nào nha. Chào anh Quang Khải. Dạ em chào. Hôm nay thì tình cờ gặp anh Quang Khải đây thì anh em mình có thể trao đổi và chia sẻ nha một vài cái thông tin để cho mình biết rằng những quy trình kiểm tra nghiêm ngặt như thế nào để cho bình sẽ tốt xe có thể là cấp những cái chứng nhận xe năm tốt như vậy. Em cũng cảm ơn anh đã đến đây và gặp tụi em. Thì quy trình của tụi em khi mà kiểm tra một chiếc xe thì bao gồm là 5 bước. Bước thứ nhất, tụi em sẽ kiểm tra về giấy tờ pháp lý, kiểm tra phạt nguội, kiểm tra vay ngân hàng. Bước thứ hai là tụi em sẽ kiểm tra phần ngoại thất thân xe từ trái qua phải. Anh em mình kiểm tra luôn nè, sẵn đây dạ. Có kia Hyundai i10 nè, anh em mình kiểm tra thực tế luôn là những cái bước anh em mình làm thế nào. Thì bước thứ nhất là khi mà kiểm tra phần ngoại thất thân xe thì em sẽ kiểm tra từ trái sang phải. Em kiểm tra thân vỏ phía bên ngoài xem nữa tình trạng nó sẽ như thế nào, chầy xước hay là có móp méo gì hay không, cản trước sau có bị nứt hay là tình trạng sơn của nó như thế nào, để có sơn nhiều hay chưa, hay là xe chưa sơn. Dạ. Đó là xong bước về phần kiểm tra về ngoại thất ngoại xe. Tất cả đều mình sử dụng mắt thường thôi. Dạ, mình sẽ sử dụng mắt thường. Rồi, em sẽ rọ điện pin để mình kiểm tra được cái độ lệch màu của mặt sơn. Giống như những cái cánh cửa anh em mình có thể thấy nè. Dạ. Mình xem cái thường thường những cái vị trí này là va đập nhiều nè. Thì anh em có cần lưu ý như thế nào, có những cái tip nhẹ nhẹ gì để mình kiểm tra cái đó cho nhanh hay không? Dạ, nếu mà về cái phần thân vỏ này hoặc là cánh cửa này bị va đập nhiều thì khi mà đồng sơn á, nó sẽ không còn mặt phẳng và không còn phản chiếu rõ nét giống như là về phần zin của xe. Ok. Dạ. Dạ. Bước thứ hai thì em sẽ kiểm tra về phần gầm và một phần hai về phía dưới của chiếc xe. Phần gầm thứ nhất là em sẽ xem về phần phuộc của xe có bị xì nhớt hay không. Dạ. Thứ hai là mình kiểm tra về phần mâm và vỏ, mâm vỏ của xe, xem mâm vỏ có bị nứt hay là nứt như thế nào, tình trạng nứt như thế nào, có bị chém lớp hay không, và phần mâm thì có bị khuyết nhiều hay không. Dạ. Vỏ thì mình cứ cần xem đát không Khải ha? Dạ có, em sẽ xem về đát vỏ nó có đúng thực tế là gần với lại năm sản xuất của xe hay không. Nếu mà năm sản xuất của xe hơi cũ mà vỏ đã mới thì chắc chắn là xe đó cũng chạy là trên 60.000 rồi. Dạ. Hợp lý. Tiếp theo nữa là em sẽ kiểm tra về phần xương đuôi của xe, xem tình trạng xương đuôi như thế nào, xương đuôi có thế nào? Liền hay không. Chỉ xương đuôi thì luôn. Em sẽ kiểm nhìn bằng mắt ở dưới đây. Sau xương đuôi và cái mặt dựng của đuôi xe, nếu mà mặt dựng của đuôi xe và xương đuôi nó bị móp méo hay là có vấn đề về sửa chữa, chắc chắn thì chiếc xe đó đã bị va chạm rồi. Tiếp theo thì em sẽ kiểm tra luôn về phần keo chỉ của bốn cánh cửa. Đó là trong bước 3 luôn. Phần keo chỉ của cánh cửa, xem thử là tình trạng keo chỉ như thế nào, có zin hay là không, để em đánh giá được là về phần cánh cửa nó có bị va chạm hay chưa. Dạ. Nếu mà
keo chỉ mà mất zin là chắc chắn là cánh cửa đó một là va chạm ở mép cửa sẽ làm lại rồi, xem được tình trạng là nó va chạm bị nặng hay nhẹ. Nếu mà bị nặng quá thì nó sẽ bị ảnh hưởng tới phần khung vỏ, khung thân vỏ xe. Bước tiếp theo là em thì sẽ kiểm tra về phần khoang động cơ. Khoang động cơ thì em cũng sẽ kiểm tra về ốc tán của, trước tiên là em thì kiểm tra ốc tán của cốp trước và phần keo chỉ cốp để keo chỉ xem xung quanh đây. Dạ đúng rồi, keo chỉ xung quanh đây để em xem được tình trạng là nếu mà xe đã bị chạy lại keo chỉ thì chắc chắn là phần cốp nó có bị va chạm vấn đề nào đó rồi, bị nặng hay bị nhẹ hay là bị tới đâu. Dạ. Cũng như mọi đây anh em mình thấy nó liền lạc nè, mọi thứ đều rất là chỉnh chu và rất là sắc nét nè. Dạ đúng, không có một chút xíu gọi là tì vết gì hết. Rồi tiếp theo thì em sẽ kiểm tra về phần khoang động cơ từ trái qua bên phải. Thứ nhất là em sẽ kiểm tra ốc tán của phần tay vẹt, xem thử tay vẹt là có bị va chạm hay chưa, bị sửa chữa hay có tháo mở để đồng sơn hay không. Thứ hai là em sẽ kiểm tra về phần ốc của xương đầu xe và phần xương của két nước, xem thử là có tháo mở hay không. Tại vì về cái chiếc Hyundai i10 này á, thì theo kinh nghiệm của em thì nó rất là dễ bị nứt xương két nước, tại vì gầm nó thấp. Cho nên là kiểm tra kỹ về phần đó. Thứ tiếp theo là em sẽ kiểm tra là chân máy, xem với đời năm 2022 này thì chân máy đã có bị tháo mở không. Nếu mà có tháo mở thì em sẽ quy vào cái trường hợp là tháo mở để làm gì. Tháo mở bị thủy kích hay là bị lỗi gì đó ở mặt phía bên mặt sơn cam này. Những chiếc xe mới này thì về mặt động cơ này cũng ít bị hư hại và tổn hại nhiều lắm, trừ tai nạn thôi. Để trừ tai nạn và bị thủy kích thôi. Đúng rồi. Dạ. Thế như Khải thì ở khoang động cơ thì đâu là một cái chi tiết mà để khó kiểm định nhất? Khó kiểm định nhất thì em sẽ là về phần nguyên bản của hộp số. Dạ, tại vì hộp số thì nó sẽ bị khuất bên trong. Thì em sẽ cần nhìn kỹ hơn. Những cái góc nhìn mà theo kinh nghiệm của em là em thấy được là ốc tán của khoang hộp số và phần ốc tán của cạc tia phía dưới nó như thế nào rồi, có cái dấu tháo mở hay không. Và cái khó thứ hai nữa đó là cái cao su của hộp số. Dạ. Nếu mà mở cao su hộp số rồi á, tại vì cao su hộp số nó cũng bị khuất, nó mở rồi chắc chắn là hộp số nó sẽ có vấn đề, nên có hạ rồi để làm hộp số rồi. Và bước tiếp theo thì em sẽ kiểm tra về phần nội thất. Thì chắc anh và em sẽ vào phần nội thất để mình kiểm tra. Rồi, mình ngồi trong khoang nội thất của Hyundai i10 rồi. Giờ bước tiếp theo mình kiểm tra gì Khải? Bước đầu tiên mà khi em vào nội thất em sẽ kiểm tra là về phần ngập nước. Chắc chắn là phần đó rất là quan trọng luôn. Đúng, ai cũng sẽ quan tâm. Về phần ngập nước thì em sẽ kiểm tra thứ nhất đó là ốc tán của ghế. Nếu mà ốc tán của ghế có tháo ra thì nó sẽ quy vào hai trường hợp. Một là lót sàn, hai là bị ngập nước. Thì tháo ra là sấy cái khô. Thứ hai nữa là em sẽ kiểm tra về phần sàn có bị mục hay rỉ hay không. Mình tháo cái sàn này luôn. Mình sẽ tháo ra về cái phần sàn ở phía bên tài này. Một số xe thì em sẽ kiểm tra về phần ốp lườn, tại vì phía dưới ốp lườn này sẽ có một bó dây điện và những cái mép của phần mối nối. Tại vì khi mà xử lý một cái xe ngập nước thì sẽ không xử lý triệt để tất cả, sẽ xử lý một phần nào đó thôi. Chắc chắn nó sẽ còn lại. Dạ. Bằng mắt thường mình cũng phải phát hiện ra. Dạ, bằng mắt thường mình cũng sẽ phát hiện được. Dạ. Đó là về phần ngập nước. Thứ hai nữa là em sẽ kiểm tra về các chức năng của xe. Nút bấm hay là đèn, đuốc, rồi hộp số như thế nào. Có bị kéo xuống, bị sượng hay là gì không. Rồi độ nặng của thắng tay. Nếu mà thắng tay mà nhẹ quá thì chắc chắn xe nó cũng đi khá nhiều. Dạ. Người ta sẽ dùng biết được tình trạng là cái người đó có dùng thắng nhiều hay không. Dạ. Đó là về phần nội thất. Và khi mà kiểm tra nội thất á, bên em sẽ kiểm tra là từ dưới từ đằng sau ra đằng trước để kiểm tra tổng quan là hết nội thất. Mình biết được mình có một cái đánh giá chính xác hơn. Sau khi mà em kiểm tra về phần nội thất bằng mắt thường xong, em sẽ kiểm tra là độc lỗi của chiếc xe. Thì em sẽ quét lỗi chiếc xe để xem được tình trạng chiếc xe có bị báo lỗi hay không. Máy này mình kết nối qua đâu em ha? Dạ, em sẽ kết nối qua cổng OBD của OBD. Xe. Dạ, dạ. Ở đây mình có thể là kiểm tra được những cái hạng mục lỗi gì? Những lỗi
về động cơ là chủ yếu. Dạ. Điều hòa động cơ, rồi có báo lỗi hộp số hay là ABS, ECU hay không. Dạ. Hiện giờ máy mình đang chạy luôn ha? Dạ, hiện tại là máy đang chạy luôn ạ. Rồi. Danh sách báo lỗi ở đây. Danh sách báo lỗi. Dạ. Một loạt các danh sách. Dạ, kiểm tra là bình thường. Dạ. Không phát hiện được lỗi gì hết. Dạ. Có một số xe thì nó sẽ chưa được update đầy đủ. Dạ. Thì khi đó thì bên em sẽ update lại về những cái hạng mục kiểm tra đó trên máy đọc lỗi. Dạ. Khi bây giờ mình nhìn cái danh sách hiện giờ thì không có phát hiện lỗi gì hết ha? Dạ, không có phát hiện lỗi. Đa số là em sẽ kiểm tra chính là về lỗi những cái mà hay bị nhất là ABS, túi khí, ECU. Dạ. Những cái đó là những cái quan trọng để biết được cái tình trạng xe nó tốt hay không. Ok, như vậy quá chi tiết rồi. Khi mà anh em mà kỹ thuật tìm tòi những cái chỗ, những cái hốc hách để chúng ta có thể là kiểm tra một chiếc xe và kể cả những cái thiết bị chuyên dụng này hỗ trợ thì chắc chắn rằng là những cái người mà tin tưởng thì như vậy được có những thiết bị như này thì mọi người sẽ hết sức an tâm khi mà chọn được cấp chứng chỉ xe nằm tốt ở chợ tốt. Sau đó khi mà bên em đã kiểm tra xong rồi thì bên em cũng có một cái đó là biên bản kiểm định để mình xuất cho khách hàng xem khi mà khách hàng tìm chiếc xe đó. Biên bản kiểm định của bên em thì bao gồm là 7 hạng mục. Đây là nguyên mục list của biên bản kiểm tra bên em, bao gồm 7 hạng mục: hồ sơ, giấy tờ, ngoại thất thân xe, hệ thống khung gầm, nội thất, khoang động cơ và về phần đọc mã lỗi. Còn những ghi chú ví dụ như xe bị trầy chỗ nào thì em sẽ ghi chú chỗ đó và có chụp hình lại. Giống như những thông tin đây anh em mình thấy cũng có hình ảnh. Dạ. Khi mà làm biên bản kiểm định thì em cũng chụp hết hình ảnh của trên xe, bao gồm là 22 tấm, cả ngoại thất, nội thất, những bánh xe và phí đăng kiểm đường bộ, thì khách hàng cũng biết được là mình có cần phải trừ cái chi phí đó ra hay không. Khi mà có những cái lỗi mà trên xe thì trên biên bản kiểm tra em cũng sẽ upload hình trên đó và khách kiểm tra được chạy xước chỗ nào, chạy xước như thế nào, nặng hay nhẹ. Những thông tin ở trên đây thì bao gồm là 207 điểm, khách hàng cũng kiểm tra được chi tiết những cái điểm đó. Ok, quá chi tiết luôn. Thì biên bản này nếu mà khách hàng muốn xem liền thì em có thể gửi bản file PDF cho khách hàng xem liền được và có dấu điện tử của công ty chợ tốt. Dạ. Mình vừa trải nghiệm một cái quy trình kiểm tra xe hết sức là nghiêm ngặt của đội ngũ kỹ thuật viên chợ tốt xe. Và mình thấy anh em làm hết sức là kỹ càng, nào là máy móc thiết bị rất là nhiều luôn để cấp chứng chỉ là xe năm tốt cho anh em khách hàng yên tâm. Và chính vì lý do đó thì hôm nay mình gặp được anh Đức Bình đây, một trong những nhân viên kinh doanh của đội ngũ Karaha, để có thể là chia sẻ cho mọi người biết rằng là lợi ích khi mà những chiếc xe được cấp chứng chỉ xe năm tốt đó như thế nào để hỗ trợ cho việc mua bán xe tại Rara của mình. Và anh Bình có thể chia sẻ một vài thông tin của anh để cho tất cả những độc giả, khán giả trên ô tô Sài Gòn được biết không anh? Em là Đức Bình, hiện tại là nhân viên kinh doanh của Karaha. Thì mình sẽ chia sẻ về xe năm tốt cho các bạn hiểu thêm. Thì năm tốt của bên chợ tốt xe là xe được bảo đảm an toàn về pháp lý, không tai nạn, không ngập nước, không cháy nổ và được kiểm tra 207 hạng mục của bên chợ tốt xe. Đầu tiên là kiểm tra độc lập. Thì xe về showroom thì đội ngũ bên chợ tốt xe sẽ qua hỗ trợ kiểm tra về chiếc xe để lên nhãn năm tốt. Thì để đảm bảo một bên độc lập thứ ba không thể can thiệp vào biên bản kiểm định của chợ tốt xe, thì nó là một bên thứ ba hoàn toàn độc lập và đảm bảo được uy tín về chiếc xe đó, về chất lượng xe của bên chợ tốt xe đưa ra. Mình có thể hiểu nôm na một cách dễ hiểu là giống như kiểm toán vậy anh Đức ha? Dạ đúng rồi. Thì giống như là một đơn vị kiểm toán độc lập của nhà nước đưa ra thì phải nhờ bên thứ ba và hỗ trợ. Và thứ hai thì sẽ đảm bảo về hồ sơ pháp lý an toàn trên xe thì cho người mua họ hiểu rõ và yên tâm hơn. Thì gồm cung cấp trên cái nhãn năm tốt đó sẽ thể hiện rõ những hạng mục như là hồ sơ pháp lý có an toàn hay không, có bị ngập nước, có bị cháy nổ, hệ thống điện đài mọi thứ có an toàn hay không, có bị tai nạn hay không. Và những hạng mục trong chiếc xe sẽ có 207 hạng mục, tối đa là 207 hạng mục thì được kiểm tra hết toàn bộ những hạng mục đó. Và nhìn vào biên bản đó là mình hiểu được một chiếc xe nó có đáp ứng đầy đủ những cái yêu cầu bên chợ tốt đưa ra hay không. Tiếp theo là vấn đề thứ ba thì bên chợ tốt sẽ có vấn đề cam kết bảo lãnh về chiếc xe này.
theo cái năm tốt mà họ để đánh giá. Thì trong quá trình mà khách hàng mua sử dụng mà không giống như cam kết thì bên Chợ Tốt sẽ sẵn sàng thu lại chiếc xe cho khách hàng và tạo một điều kiện mới để khách hàng mua một chiếc xe mới và đạt chuẩn năm tốt đến với tay người dùng. Wow, như vậy thì các bạn sẽ rất là yên tâm khi mà những chiếc xe được mua bán ở trên thị trường và đặc biệt ở trên Caraha này được những cái chứng nhận xe năm tốt như vậy. Thì gần đây thì người khách hàng đến mua xe ở Rara mình thì có an tâm hay là có những cái phản hồi gì về những cái chứng nhận này hay không anh? Thì gần đây thì bên em cũng có vài khách ghé qua và xem, thì họ cũng thắc mắc năm tốt là gì. Thì em đã chia sẻ về vấn đề của bên Chợ Tốt xe, đã kiểm định những chiếc xe của bên em, thì họ cũng cảm thấy rất là yên tâm hơn. Vì khi khách hàng họ mua thì họ không biết tin tưởng vào đâu để kiếm một chiếc xe đã qua sử dụng đạt chuẩn an toàn, thì đã có bên Chợ Tốt xe bảo lãnh giúp họ, thì họ tin tưởng hơn nhiều. Ok, cảm ơn anh Đức Bình đã chia sẻ một vài thông tin để cho tất cả các bạn ở trên diễn đàn ô tô Sài Gòn được biết. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm xe đạt chứng nhận xe năm tốt ở trên Chợ Tốt xe nha. Để tìm xe trên Chợ Tốt xe hả, thì cũng rất là dễ thôi. Khi mà các bạn cài cái ứng dụng Chợ Tốt thì các bạn chỉ cần mở ứng dụng lên. Ở trong đây thì có rất là nhiều những hạng mục khác nhau nè. Các bạn nếu quan tâm về xe thì chỉ cần chọn vô xe cộ thôi. Ở mục xe cộ thì nó sẽ có cái danh mục xe năm tốt ở đây. Đó, các bạn thấy không? Xe năm tốt nè. Ở đây các bạn thấy là xem thêm tới một tận 110 xe khác nè, các bạn có thể chọn xem thêm. Ở trên đây thì bộ lọc để lọc cho chúng ta được rất là nhiều những cái xe khác nhau đã đạt chứng nhận là xe năm tốt rồi. Rất là nhiều những cái dòng xe mới, rất nhiều những dòng xe sang nữa, có quá nhiều sự lựa chọn cho mọi người. Và những cái chiếc xe này khi ở dưới nó có cái nhãn là đạt chuẩn xe năm tốt, là những cái xe đó đã đạt chuẩn rồi. Và hơn hết là chúng ta sẽ còn có những cái chuẩn gọi là xe năm tốt mà chuẩn ô đô nữa. Cái này mình sẽ giới thiệu cho các bạn sau nha. Nhưng ngay bây giờ đây là một cái cách để cho các bạn có thể tham khảo và tìm kiếm những cái xe đạt chuẩn năm tốt ở trên cái ứng dụng Chợ Tốt. Để mình nói cho mọi người nghe một vấn đề thế này nè. Phải đi trải nghiệm thực tế như thế này mới thấy được cái quy trình kiểm tra xe nghiêm ngặt của anh em kỹ thuật Chợ Tốt xe. Và bản thân mình cũng vậy, mình làm trong ngành truyền thông của xe cũng khá lâu rồi. Nhưng mà cũng rất là khó để phân biệt đâu là một trong những chiếc xe mà đạt chuẩn hoặc đâu là một trong những chiếc xe tốt. Và mình còn thấy những cái hạng mục các anh em kỹ thuật viên kiểm tra hết sức là kỹ càng, soi từng ly từng tí, và thậm chí là những cái hạng mục mà đòi hỏi những cái máy móc chuyên dụng mới có thể soi một cách là chi ly được. Và từ đó mới có cơ sở để cấp những cái chứng nhận xe năm tốt. Và những chiếc xe mà đạt những cái chứng nhận xe năm tốt như vậy rồi á, thì mới cái tạo lòng tin đến cho người mua. Và một phần để giúp cho người bán cũng có thể là bán xe dễ dàng hơn, uy tín hơn. Và mình cũng rất ấn tượng cái việc nỗ lực của Chợ Tốt xe trong cái việc thúc đẩy minh bạch hóa thị trường xe cũ. Với những chứng nhận xe năm tốt như vậy thì không chỉ hỗ trợ người mua an tâm và chọn xe ưng ý, mà còn giúp cho người bán nâng cao hiệu quả và uy tín của bản thân của mình. Và tất nhiên nếu mọi người cần tìm mua những chiếc xe cũ mới giá tốt nè, và những chiếc xe đạt uy tín giúp cho mọi người an tâm hơn, thì các bạn có thể lên là xe.chotot.com nha. Và tất nhiên nhớ chọn những chiếc xe mà đạt những chứng nhận xe năm tốt. Còn nếu như người bán mà có những cái chiếc xe chất lượng, uy tín, mình tự tin với chiếc xe của mình, thì nên liên lạc đến Chợ Tốt để đăng ký cấp chứng nhận xe năm tốt nha. Và việc này giúp cho người mua có những cái nhu cầu thật để tìm đến mua những chiếc xe uy tín của các bạn. Và một lần nữa, Ô tô Sài Gòn xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và đừng quên subscribe kênh YouTube Ô tô Sài Gòn, bật chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.